Đám giỗ ở miền Tây ngày một gói bánh tét. Để mà có một nồi bánh tét khói nghi ngút như thế này là cũng cả một quá trình cung phu dữ lắm á nghe. Hello mọi người, em là Thạch Heo nè. Quay trở lại mấy ngày trước, khúc này là mẹ em đang chuẩn bị nếp để gói bánh tét nè. Năm nào cũng vậy hết, thể đám giỗ là nhà em sẽ gói bánh nha mọi người. Cái thao vàng vàng này là nước khóm nha. Nếp thì mình sẽ ngâm với 2 ngày nước khóm, 2 ngày nước muối. Ngâm như vậy đó nữa cho cái nếp mình nó trong. Nghe mẹ em nói vậy thôi chứ em cũng không có gành nữa. Tới cái khúc xả nước này là mọi người thấy sương sương 4 ngày rồi đó nghe. Còn bây giờ là ngày thứ 5 nè. 4 giờ sáng là em phải thức rồi đó. Ghê không mọi người, mặt thì còn say kê dữ lắm nhưng mà thôi gán chào mọi người một cái. Lần này là đám giỗ của bà nội em nha mọi người. Em thì không có biết làm gì nhiều, để sai giặt đồ này kia thì được. Qua bưng cái mâm nhân bánh tét hồi tối hôm qua mẹ em làm nè. Cái này là nhân đậu, còn nhân chuối với nhân mỡ nữa nha. Tới đây là mình trộn đậu trắng vô với nếp nha. Còn cái thau xanh xanh này là nước cốt, mẹ em thắng cho nó kẹo lại rồi. Xong xuôi rồi mình trộn cho nó thiệt là đều lên nha mọi người. Lần đầu tiên mà em làm cái nếp lâu như vậy luôn á, 5-6 ngày trời á. Vô miếng thuốc tiêu mặn cho cái nếp mình nó mịn. Em nói thì nói gì thôi chứ em đâu có biết thuốc tiêu mặn là cái giống gì đâu. Lau cái lá cho sạch trước rồi bắt đầu mình gói nè. Múc vô một chén nếp ha, xong rồi mình chan cho đều đều ra. Nhớ rửa tay trước cho sạch sẽ mới được nha. Gói bánh mà đâu có đeo bao tay được đâu. Ông nào mà kêu đeo bao tay thì em thua luôn. Chẻ cái nhân ra làm hai, xong rồi mình bỏ miếng ba gọi vô. Cái này là mẹ em đang gói nhân đậu mỡ nha. Nói chung nhà làm để cái nhân bự bự ăn cho nó đã. Hồi nãy chẻ cái nhân ra rồi, bây giờ mình ém nó lại. Làm sao mà cho cái miếng thịt ba rọi nó nằm gọn vô trong là được. Cung phu nhất là cái khúc buộc dây nè, tùm lum dây hết trơn á. Đầu tiên buộc dây trứng giữa trước nè, rồi mình chở tới chở lui mình dỗ vô cái đầu nó cho cái nếp nó dẻ xuống. Nè, dỗ vô gì nè, như hồi nhỏ em lì mẹ em dỗ vô đầu em gì đó. Rồi xong nè, mình lấy hai cái lá mình vít cái đầu nó lại. Em là có quay mẹ em làm từng chi tiết luôn, mọi người chịu khó coi nha. Chứ em thấy sao em nói vậy chứ em cũng không có gành nữa. Làm bánh tét khoái nhất cái khúc buộc dây này nè, nhìn nó đã dữ lắm. Ngoài gì mà sao dính cứ ngắt hay thiệt. Rồi các cái phần lá chuối còn dư đi. Rồi bắt đầu tới khúc nứt bánh nè. Năm nào mẹ em cũng gói hết thành ra chuyên nghiệp dữ lắm. Ngoài chút xíu gì là đựng đòn rồi đó. Đó, đẹp ghê chưa mọi người. Bánh tét mình cắt mình ăn nó mau vậy thôi chứ làm ra nó lâu dữ lắm. Đây nha, một đầu bánh tét hoàn chỉnh quá là đẹp luôn. Lay quay là cũng tới sáng rồi nè, gói được một mớ rồi đó. Gói sớm gì nè, đặng mình tranh thủ nấu cho nó kịp chứ nấu lâu dữ lắm. Trong này thì mình cũng tranh thủ nhúm lò than đặng chút mình hấp bánh tét. Đó, mấy cái lặt vặt này thì em làm được chứ khéo khéo tay lại mà làm không có được đâu. Cái nồi để lâu quá nó đóng bụi, rửa cho nó sạch một cái. Xong rồi lấy xà bông rửa chén nha mọi người, tha cho đều cái nồi nha. Chà vòng cho giáp cái nồi gì nè. Rồi chiều mình nấu xong đó mình chà rửa cho nó dễ, nó không có bị đen. Ủa mà khúc này làm gì mà em đứng chu đích rồi ta, quên mất tiêu rồi. À hình như rửa tay thì vậy, nhớ rồi. Bánh tét thì nhà em gói có mấy chục đòn à. Tới 9 giờ là xong rồi. Rồi bắt đầu mình bỏ vô nồi mình hấp nè. Lâu dữ lắm nó mới chín luôn á. Nhưng đậu thì mình hấp trước một chút tại nó lâu chín hơn. Còn cái này nhân chuối mẹ em bỏ sau nè. Công nhận nhìn mấy cái đầu bánh tét nó đều mà nó đẹp quá. Sắp cho nó đều vô nồi hết nha mọi người. Rồi mọi người kiếm lá chuối lá đu đủ rồi đó, đậy lên cho nó mau chín nha. Xong rồi lấy cái nắp đậy lại cái nữa cho nó kín hơi luôn. Trời ơi, lâu lâu mới lồng tím một lần mà cái clip nó dài, lồng tím muốn xỉu luôn á. Còn mấy cái thằng ông nội này nữa, gì mà lâu chín dữ à, nấu gì đâu mà nguyên một ngày luôn rồi. Kệ, vừa khó hơi cực một chút vậy mà nó vui. Hồi sáng tới giờ cũng 7-8 tiếng rồi, bây giờ mới chín nè. Bữa nay là cúng mâm chiều, ngày mai mới chín. Cúng ông bà xong xuôi rồi xin một đòn ăn thử review coi. Còn thằng quỷ Tú này nè, làm hồi sáng giờ nó mất tiêu, tới giờ ăn một cái ha là ngồi kế bên hay thiệt. Nó chơi chứ bữa nay nó mắc chở ông chú đi lấy thuốc chứ hồi sớm giờ nó cũng ở dưới đây nó phá rồi, dễ gì nó tha. Gọi cắt đòn nhân đậu ăn thử nè. Trời đất ơi, cắn một cái nó đã, cái nếp nó dẻo mà nó béo, cùng nhân bên trong chà bá luôn, ăn nó ngon thấy sợ. Làm thì nhiều vậy thôi chứ ăn đâu có nhiều đâu mọi người. Ngày mai đám xong là cho mọi người đòn chia ra ăn hết trơn hả. Đó, vậy là xong một ngày gói bánh tét của gia đình em rồi đó. Không biết là nhà mọi người đám tiệc có hay gói bánh tét không ha. Còn nhà em thì năm nào cũng vậy hết trơn á nghe.